Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 16 tháng 8 năm 2017. Việt Hùng kính chào quý vị. Mỹ công bố phúc trình tự do tôn giáo Việt Nam 2016. Gần 200 người thượng bị trục xuất về Việt Nam. Bắc Triều Tiên hoãn kế hoạch tấn công Guam. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 15 tháng 8 công bố phúc trình tự do tôn giáo Việt Nam năm 2016, trong đó nhấn mạnh rằng chính quyền Hà Nội tiếp tục hạn chế sinh hoạt tôn giáo của các nhóm tôn giáo chưa được nhà nước công nhận. Bản phúc trình dài 29 trang cho hay Tổng thống, Ngoại trưởng và Đại sứ Hoa Kỳ trong các cuộc họp với quan chức cấp cao của Việt Nam đều kêu gọi Hà Nội tăng cường hơn nữa về tự do tôn giáo. Báo cáo nói chính quyền tiếp tục hạn chế các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế của các nhóm tôn giáo được công nhận, dù ít nghiêm trọng hơn năm trước. Còn đối với các nhóm tôn giáo chưa có giấy chứng nhận đăng ký, thì các hoạt động này rất hạn chế. Nổi bật nhất trong phúc trình tự do tôn giáo 2016 là việc chính quyền quận 2 Sài Gòn cưỡng chế chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào ngày 8 tháng 9, 2016. Phúc trình cũng nêu trường hợp gần 200 nhân viên công lực hôm 2 tháng Giêng 2016 đánh đập một số đan sĩ của Đan viện Thiên An, tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng nhiều trường hợp khác. Mỹ hối thúc chính quyền các cấp cho phép tất cả các nhóm tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, các hội thánh Tin Lành, các nhóm Cao Đài, Hòa Hảo, Độc Lập được tự do sinh hoạt và chấm dứt các hạn chế đối với những nhóm tôn giáo chưa đăng ký, phúc trình nêu rõ. Bị bác quy chế tị nạn, gần 200 người thượng vượt biên sang Campuchia bị trục xuất về Việt Nam từ đầu năm tới nay, theo thông tin của một tổ chức phi chính phủ tại Mỹ. Ông Raynon, thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Người thượng Montana ở bang North Carolina, hôm 14 tháng 8 nói với VOA rằng Hà Nội gây áp lực buộc Phnom Penh trục xuất gần 200 người thượng hồi hương trong 8 tháng qua và cử viên chức sang tận trại tị nạn ở Campuchia để vừa khuyên răn vừa ép buộc họ phải hồi hương. Tờ Phnom Penh Post hôm 10 tháng 8 dẫn tin từ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết cơ quan này đã trục xuất hơn 120 người thượng về Việt Nam. Tờ báo này còn nói vừa qua chỉ có 3 người được cấp quy chế tị nạn ở Campuchia, 13 người khác đã được đưa sang Philippines và hiện còn lại khoảng 39 người ở Phnom Penh. Từ năm 2001, trên dưới 3.000 người thượng băng rừng sang Campuchia với lý do bị đàn áp sau những cuộc biểu tình đòi quyền lợi đất đai và đòi tự do tín ngưỡng. Những người thượng này nói với hãng tin Al Jazeera rằng đã phải đối mặt với sự áp bức và kỳ thị tôn giáo sau năm 1975. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Từ cọng hành, cây rau mùi mà miền Nam gọi là rau ngò, đến rau ngộ điếc, diếp cá, trái cà chua, củ cà rốt, nấm giá độ cho đến con gà, con cá, ký thịt lợn. Dường như mọi thứ hàng hóa đều có ở hai chợ đầu mối, Vân Trì và Vân Nội, Hà Nội. Và có thể nói, đây là hai khu chợ nông sản đầu mối lớn nhất Hà Nội. Chợ đầu mối Vân Trì bán các loại lương thực, trong đó mạnh nhất là các loại thịt và hải sản. Còn chợ đầu mối Vân Nội bán các loại rau xanh. Hàng hóa ở hai khu chợ đầu mối này phân bố toàn thành phố Hà Nội và các huyện lân cận. Nhưng sức mua ở các chợ đầu mối này bị khựng lại trong vòng 3 năm nay. Chợ rau sạch đấy anh nhỉ? Còn em thì buôn bán ở chợ đây. Bán đồ khô mới lại chợ này rau sạch mới ấy. Chợ rau Vân Trì này là chợ rau nổi tiếng rồi thì có rất nhiều loại rau củ quả, và khi có một số sản phẩm rau giống của Trung Quốc ở đây thì thực ra là không được dân tình ưa chuộng. Tại vì sao? Tại vì cái chất lượng nó không được thơm ngon như cái rau truyền thống của mình ở đây được. Như là mình nuôi độ vài trăm con đấy, lúc bé này cho ăn cám, sau đó không cho ăn cám nữa thì là nuôi năm nay nộ vốn. Tại vì là nuôi nó người ta không chăn nuôi nhiều nên là nó không, mình nuôi ra nhưng mà không bán được nên là nó ế ở chỗ đấy. Từ so với trước là chậm hơn nhiều, chậm hơn so với trước nhiều. Vâng. Cách đây mấy năm là bán được nhiều hơn nhiều. Vâng. Bây giờ là nó cũng ảnh hưởng đấy, ảnh hưởng bây giờ là bán được ít hơn, chậm hơn trước khối.
Có thể nói rằng, phần lớn hàng hóa ở hai chợ đầu mối Vân Trì và Vân Nội đều là nông sản, hải sản nội địa. Riêng chợ nông sản Vân Nội, trong 3 năm trở lại đây, sức mua dành cho nông sản Việt Nam trong chợ này bị kéo xuống mức rất thấp. Bởi không chỉ vì nông sản Trung Quốc ồ ạt xuất sang Việt Nam, mà vì uy tín của nông sản Việt Nam cũng có lắm vấn đề, từ khâu bón phân cho đến bơm thuốc sâu. Riêng chợ đầu mối Vân Nội, chuyên cung cấp thịt và hải sản cho miền Bắc, cũng gặp nhiều khó khăn kể từ khi biển miền Trung bị nhiễm độc. Bởi có một lượng hải sản không nhỏ trong chợ, có nguồn gốc từ biển miền Trung. Bây giờ ế có bán ở đâu? Không bán được. Quay đến tivi là kêu là dịch thì bán làm sao được? Chậm lắm. Ở đâu là người ta cũng biết mà. Rất là xa, như bây giờ anh là ai cũng có điện thoại máy tính này. Người ta có cái thông tin thì rất là nhanh. Thế nên ở đâu người ta cũng biết. Thế nên là kể cả vùng nó không bị nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng. Bởi vì là người ta đọc và nghe thấy là nhiều người người ta cũng hạn chế hơn. Cách đây vài năm thôi, khi biển chưa nhiễm độc và tình trạng xả thải ở hầu hết các con sông chưa bừa bãi và vô tội vạ, biển còn sạch, sông còn xanh trong, việc ra chợ đầu mối mua vài ký lô cá, vài ký lô thịt về bỏ tủ đông có điều gì đó rất thú vị và hấp dẫn khó tả. Tương tự, việc ra chợ rau đầu mối để mua một mớ rau của người nông dân mang ra chợ đầu mối bán xỉ cũng là một chuyện bổ ích. Thế nhưng hiện tại, ra các chợ đầu mối, nhìn đâu cũng thấy ngại. Bất kỳ loại nông sản nào cũng cho cảm giác không an toàn. Và việc đi chợ càng nhiều, càng khiến cho các bà nội trợ thêm hoang mang, người tiêu dùng thêm bất an. Qua cái vụ này, tôi nghĩ Việt Nam sẽ trả một cái giá rất là đắt. Tôi cam đoan như vậy. Cam đoan luôn. Đừng có nghĩ là đe dọa, kẻ đang đe dọa thôi. Không nhận, không ăn thua gì hết. Tôi đã chuẩn bị di chúc và chuẩn bị ủy quyền hết rồi. Tôi trả lại vậy. Đó là tuyên bố của ông Trịnh Vĩnh Bình, Việt Kiều Hà Lan đang đâm đơn kiện chính phủ Việt Nam lần thứ 2 lên tòa trọng tài quốc tế. Phiên xử sẽ diễn ra tại tòa trọng tài quốc tế ở Paris bắt đầu từ ngày 21 tháng 8. Thời điểm chuyến thăm của Phan Văn Khải ở Hà Lan, khi tôi ra chuẩn bị ra sân bay đón thủ tướng thì ngay trước đó 1 giờ đồng hồ thì ông Bộ trưởng Quốc phòng vẫn cho thư ký gọi điện đến và thu xếp cuộc gặp để ông trực tiếp trao toàn bộ cái hồ sơ về vụ án và cái quan điểm của phía Hà Lan cho tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam xem xét lại vụ án. Vì sao ông Trịnh Vĩnh Bình, một triệu phú với biệt hiệu vua trả giò ở Hà Lan, người đã mang 2.328.250 đô la Mỹ và 96 ký vàng về Việt Nam đầu tư, lại trở thành một phạm nhân bị tuyên án 13 năm tù và bị tịch thu toàn bộ tài sản chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm? Những chi tiết nào chưa từng được tiết lộ về vụ án gây nhiều tranh cãi, bất đồng trong nội bộ chính phủ Việt Nam? Anh chập cung hơn là chập trứng. Mà cung cũng là cung ép cung, mông cung hoặc là dọa cung mà có. Anh sử dụng cung nhiều quá, anh lại trứng anh không có. Vụ án Trịnh Vĩnh Bình đã ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ Việt Nam-Hà Lan? Bên trong thỏa thuận giữa Trịnh Vĩnh Bình và nhà nước Việt Nam tại vụ kiện ở tòa trọng tài lần thứ nhất có những điều khoản gì? Nguyên nhân dẫn đến vụ kiện lần thứ hai là gì? Xử xong rồi giả dụ mới đưa ra một kết luận là sẽ phải trả thì đương nhiên là họ sẽ có quyền bằng cách nào đó họ nắm cái tài sản của Việt Nam. Cả cái Âu Châu nó lớn, nếu mà là cái tòa quốc tế đó thì nó họ phải chặn cái account của chính phủ Việt Nam ở Âu Châu. Mời quý vị theo dõi chi tiết vụ kiện hai thế kỷ Trịnh Vĩnh Bình, Chính phủ Việt Nam trên website và Facebook của VOA Tiếng Việt. Một thôn nhỏ có 8-7 người chết trong bão Chan Chu, nghèo khổ, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều đứa trẻ chỉ tay về biển khi ai đó hỏi thăm cha của chúng ở đâu. Một lớp học giữa vùng đất nghèo Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Lớp hình thành bởi một cô giáo cũng khá đặc biệt. Bởi nếu không có quyết tâm và ý chí, chỉ riêng việc tồn tại không thôi cũng là chuyện quá mệt mỏi đối với Dung. Cái duyên là sau khi mà bị bệnh thì mình bắt đầu là về nhà và bắt đầu là dạy học và tìm những các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là mình dạy. Ban đầu thì mình chỉ dạy có khoảng tầm 3 đến 4 em. Sau đó dần dần thì
các lớp học người ta biết đến là vì mình dạy giúp đỡ những em mà có hoàn cảnh khó khăn với lại nghèo, cho nên người ta đến để học rồi một ngày nhiều hơn. Và hiện tại thì mình dạy rất là nhiều học sinh, nhưng mà khoảng phải hơn 100 em không có kỳ nghỉ hè. Học với cô Dung đã được 4 năm. Con nó thích học cô Dung môn toán vì cô Dung dạy môn toán rất là hiểu. Và con nó thích học cô Dung. Từ một cô bé lành lặn, năm 2006, Dung phát hiện bị bệnh viêm tụy cắt ngang. Căn bệnh quái ác này khiến cho cô học sinh lớp 11 không thể ngồi dậy khỏi giường. Và gia đình đã đưa Dung đi khắp các bệnh viện để cứu chữa, nhưng mọi chuyện dường như rơi vào tuyệt vọng. Sau một thời gian dài vừa uống thuốc, vừa tự tập, cuối cùng Dung có thể tự ngồi trên ghế dựa, tự dùng tay cầm phấn viết. Dung quyết định mở lớp học tình thương, dạy cho các trẻ em nghèo. Năm nay con 10 tuổi, tên con Trịnh Như Hồng, ba con tên Bả Trân Chu, rồi con gặp cảnh khó khăn. Con lên đây học chị Bả cho bữa. Cháu Dung vừa rồi thì hắn cũng bị làm mấy hoàn cảnh rồi đó, thì trừ hắn dạy con em thì mình cũng rất là mừng chỗ mô là vui vẻ, cũng được vươn lên, cũng mạnh khỏe, được nữa là cũng dạy dỗ cho con em ở đây nữa đó. Hắn tái lui thì Dung cũng vươn lên được, hắn cũng mừng nữa đó, chứ cũng bùng là thấy làm chỗ bóng bắt tường khám thì trừ cũng nít tái vui, cũng qua lẹ vô ro thì thấy cũng dạy hàng ngày đêm cá cũng vui. Thiệt ra người ở quê mình thì toàn là làm nghề biển là chính, nhưng mà sản lượng của ví dụ như làm nghề biển thì đánh bắt xa bờ thì thường là câu mực khô đem ra bán, thì giá thì cả thì dao động theo cái thu mua của người Trung Quốc. Ví dụ như một năm thì họ tăng cái giá cả lên thì bắt đầu là họ khi người dân thì ồ ạt đóng tàu thuyền, khi mà họ giảm xuống thì những người mà bắt đóng tàu thuyền bắt đầu là thường là lâm vô cảnh nợ nần và rất là khó khăn. Ở đây thì cũng có một số công ty là mở ra các những nạn nhân của cơn bão Chân Châu thì có vợ có con, thì thường là phải phụ thuộc vào các công ty đông lạnh nữa. Thì các em cũng hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ các em cũng phải bươn chải lao động để kiếm tiền về việc học. Nhờ vào sự đồng hành, chia sẻ của người mẹ, không chỉ dừng ở chuyện dạy và học. Thông qua các trang mạng xã hội, Dung kêu gọi lòng hảo tâm của cộng đồng để giúp các em học sinh nghèo. Từ sách vở đến áo quần, xe đạp, dép, mũ. Mặc dù những món quà chưa thể giúp các em vượt qua khốn khó, nhưng cũng đủ làm ấm lòng và giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống. Tin vào những điều tốt đẹp giữa người với người, giữa xã hội có lắm điều trái khoáy và đáng cay. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Lãnh tụ Kim Jong-un hoãn ra quyết định phóng tên lửa vào Guam để chờ xem bước đi tiếp theo của Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời truyền thông nhà nước Bắc Hàn đưa tin này hôm 15 tháng 8 sau khi Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rằng Seoul sẽ tìm cách ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá. Hôm 14 tháng 8, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một đơn vị chỉ huy của quân đội, xem xét kế hoạch phóng 4 quả tên lửa về phía Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, theo KCNA, hãng tin chính thức của Bắc Hàn. Bản tin có đoạn, ông nói rằng nếu người Mỹ tiếp tục những hành động liều lĩnh, hết sức nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên và vùng phụ cận, thử thách sự tự chế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thì chúng ta sẽ đi tới một quyết định quan trọng như đã thông báo. Kế hoạch tấn công Guam của Bình Nhưỡng tuần trước đã làm leo thang căng thẳng tại khu vực và khiến Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã trong tư thế sẵn sàng nếu Bắc Hàn hành động thiếu khôn ngoan. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 15 tháng 8 tuyên bố sẽ hành động để bảo vệ các quyền lợi của mình nếu Hoa Kỳ gây tổn hại quan hệ thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu điều tra khả năng Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ.
Theo Reuters, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ có một năm để xem có nên mở một cuộc điều tra chính thức về các chính sách sở hữu trí tuệ của Trung Quốc mà Washington và các tổ chức công nghiệp Mỹ nói là gây tổn hại tới doanh nghiệp và việc làm của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Trung Quốc nói nếu phía Hoa Kỳ phớt lờ các số liệu và không tôn trọng các nguyên tắc thương mại đa phương thì Trung Quốc sẽ không ngồi yên và sẽ có các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc. Các quan chức chính quyền Mỹ ước tính rằng việc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ gây thiệt hại tới 600 tỷ đô la. Tổng thống Trump từng ám chỉ rằng ông sẽ bớt chỉ trích Trung Quốc nếu nước này hành động nhiều hơn để kiềm chế Bắc Hàn, cũng như các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lệnh cho quân đội tiến hành cuộc tập trận toàn diện vào ngày 26 và 27 tháng 8. Đây được coi là phản ứng đối với đe dọa của Tổng thống Donald Trump đưa ra tuần trước về khả năng có hành động quân sự đối với quốc gia Nam Mỹ này. Ông Maduro tuyên bố, chúng ta phải chuẩn bị để không một ai dám động vào một miếng đất thiêng của Venezuela. Cuối tuần trước thì Tổng thống Donald Trump nói rằng hành động quân sự là một trong các giải pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ở Venezuela do tình trạng kinh tế suy sụp và bất ổn chính trị. Từ tháng 4 tới nay, tình trạng bạo lực ở Venezuela đã cướp đi mạng sống của ít nhất 120 người. Lễ hội văn hóa Việt Nam VietFest là sự kiện thường niên thu hút đông đảo người Việt tại khu vực thủ đô Hoa Kỳ và các vùng phụ cận. VietFest 2017 vừa diễn ra cuối tuần qua tại trung tâm với mục đích giới thiệu văn hóa Việt đến các thế hệ trẻ và các cộng đồng sắc dân khác tại Mỹ. Lễ hội năm nay được mở đầu bằng màn múa lân đem lại một không khí sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng chương trình mà nhiều khán giả mong đợi nhất trong ngày đầu là cuộc thi ăn phở. 15 thí sinh tham dự phải làm sao ăn hết được tô phở cỡ lớn và nóng hổi trong thời gian ngắn nhất. Đây là nhà vô địch của cuộc thi năm ngoái, nhưng năm nay anh đã không thành công và phải nhường ngôi cho một đối thủ lần đầu tiên tham gia cuộc thi mà theo như hầu hết những người tham gia là khá cam go này. Thật là tuyệt. Tôi làm việc rất nhiều và cho đến trước khi cuộc thi diễn ra, nói thật là tôi rất đói. Đó là lý do vì sao tôi có thể ăn nhanh và ăn nhiều như vậy trong khoảng thời gian chỉ hơn 2 phút. Tô phở năm nay lớn quá. Mỗi tô phải đến gần 1 kg bánh phở. Nên dù tôi đã cố gắng hết sức rồi, cũng chỉ có thể về nhì như năm ngoái. Ẩm thực là một trong những hoạt động được quan tâm nhiều nhất trong các sinh hoạt tại VietFest hàng năm. Và năm nay các món ăn Việt tiếp tục thu hút những người tham gia lễ hội. Khách tham dự có thể tìm thấy ở đây hầu hết các món ăn phổ biến của Việt Nam, từ phở, chả giò cho tới các món cuốn, món nộm, cơm chiên hay bún riêu. Tất cả đã tạo ra một hương vị rất đặc trưng cho lễ hội văn hóa của người Việt. Đã đến với lễ hội, không ai có thể bỏ qua cơ hội nếm thử những món ăn mà đối với nhiều người Mỹ là khá lạ mắt nhưng lại cũng rất ngon. Tôi cũng biết là tất cả các phụ huynh đã khuyến khích các em nhiều cũng như tôi rất khuyến khích các em làm những chuyện gì mà đưa lên như là trình diễn cũng thế, mà những gian hàng ăn uống thế, ăn mặc cũng thế, thành ra mình đưa lại cho những người ngoại quốc họ thấy những cái phong tục, những cái y phục, những cái gì cổ truyền của Việt Nam, những món ăn Việt Nam. Thì lý do mà tổ chức cái hội chợ là cho cơ hội cho mọi người biết cái cộng đồng Việt Nam của mình ở bên Mỹ, ở bên đây, và cũng cho cơ hội nhiều hội đoàn để góp sức với nhau, làm việc chung với nhau để tổ chức một cái hội chợ lớn như vậy. VietFest cũng là nơi mà các cá nhân và tổ chức của cộng đồng người Việt đem đến giới thiệu với đồng bào những sản phẩm văn hóa Việt được thực hiện trên đất Mỹ. Đó có thể là những tác phẩm sách in, phim video hay đơn giản chỉ là những sản phẩm thủ công, những tà áo dài truyền thống của dân tộc. Ngoài ra, trong suốt 2 ngày lễ hội còn có các hoạt động hấp dẫn khác như cuộc thi ăn crawfish, cuộc thi hoa hậu cộng đồng và các hoạt động trình diễn văn hóa. Mỗi năm được tổ chức một lần, VietFest đã mang lại bầu không khí vui tươi, đoàn kết cho cộng đồng gốc Việt tại thủ đô Hoa Kỳ và những vùng phụ cận. Nằm trong cụm công trình kiến trúc đáng chú ý kéo dài từ điện Capitol qua đài tưởng niệm Washington, trung tâm Lincoln là một trong điểm dừng chân không thể thiếu đối với những du khách ghé thăm thủ đô nước Mỹ. Ngoài những giá trị liên quan đến danh tiếng của một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, Abraham Lincoln, và giá trị kiến trúc của công trình lịch sử này, thì từ trung tâm Lincoln, du khách còn có được một tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát toàn bộ khu vực quảng trường quốc gia
với những điểm dừng chân không thể bỏ qua. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Nằm phía cuối của quảng trường quốc gia, có thể nói trung tâm Lincoln có vị trí tuyệt đẹp trong hành trình khám phá của du khách tại khu quảng trường nổi tiếng. Điểm nhấn của công trình kiến trúc đồ sộ là bức tượng Tổng thống Abraham Lincoln bằng đá cẩm thạch. Đây cũng là địa điểm mà du khách tập trung nhiều nhất. Trên những bức tường đá nơi đây, người ta đã cho khắc lại những câu nói bất hủ và cả những câu chuyện liên quan đến Lincoln, một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Tôi muốn con trai tôi hiểu về những gì mà các tổng thống như Lincoln đã làm trong quá khứ. Họ đã làm việc chăm chỉ và cực nhọc như thế nào để tìm kiếm sự tự do cho mọi người. Điều đó rất quan trọng đối với những đứa trẻ như con tôi, vì khi chúng hiểu được những thách thức mà cả quốc gia đã phải đối mặt trong quá khứ và cái cách tất cả mọi người vượt qua những thử thách đó, thì chúng có thể sẽ có được quyết định đúng đắn cho cuộc sống sau này. Tôi nghĩ rằng một điều rất quan trọng là tạo cơ hội cho những đứa trẻ được hiểu về lịch sử và trải nghiệm những giá trị văn hóa khác nhau, cả trong và ngoài nước, để từ đó chúng hiểu được những giá trị cụ thể khi được sống ở nước Mỹ, cũng như tại thủ đô Washington. Đấy là lý do vì sao tôi và con trai tôi tới tham quan khu quảng trường quốc gia ngày hôm nay. Phía bên trong trung tâm Lincoln có một hiệu sách nhỏ. Tại đây du khách có thể tìm thấy hàng nghìn đầu sách khác nhau viết về Lincoln, về cuộc nội chiến đã từng xảy ra tại nước Mỹ nửa cuối thế kỷ 19 và cách mà vị Tổng thống thứ 16 đã lãnh đạo đất nước, duy trì chính quyền liên bang, xóa bỏ chế độ nô lệ và hiện đại hóa nền kinh tế tài chính quốc gia thời đó. Các em nhỏ cũng có thể tìm thấy nơi đây những món đồ chơi liên quan đến Lincoln và cả những vị Tổng thống khác trong lịch sử nước Mỹ. Tôi đã từng đi qua đây vài lần rồi vì tôi đã từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ. Nhưng nói thật là tôi chưa từng đến tận đây tham quan những nơi như thế này. Vì thế hôm nay tôi đưa cả gia đình tới đây để tìm hiểu khu quảng trường quốc gia với Điện Capitol, Đài tưởng niệm Washington và Trung tâm Lincoln. Bởi đây thực sự là những giá trị và biểu tượng của nước Mỹ và cũng là những gì chúng ta đang sống và bảo vệ. Từ bậc thềm cao của trung tâm Lincoln, du khách có thể trải tầm mắt bao quát toàn bộ khu quảng trường quốc gia rộng lớn. Và vì đây cũng là địa điểm thoáng mát đón nhiều gió trời, nên trung tâm Lincoln cũng trở thành nơi hóng mát và vui chơi của nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Con đường dưới bóng cây nối liền với khu tưởng niệm Thế chiến thứ hai cũng là nơi được nhiều du khách yêu thích, với quang cảnh thanh bình bên hồ nước, ngay trung tâm thủ đô nước Mỹ. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Anyone who cooks knows how important a recipe is for getting dishes just right. But are Anna and Jonathan talking about cooking here? Recipe for disaster. So, my friend Diane just got divorced, and she's bringing her new boyfriend to my party tonight. What's wrong with that? People get divorced all the time. It'll be fine. You don't understand. Her very jealous ex-husband is coming to the party too. Now, that is a recipe for disaster. You had better prepare for a fight. When we cook, we follow a recipe. It tells us how much of each ingredient to use to make a delicious dish. But a recipe for disaster means that several factors, not ingredients, are coming together to make one big mess. And that's English in a Minute. This is Everyday Grammar. Yes, it is. I was thinking about one of our past episodes.
Oh, really? Which one? The one about commonly confused words. Well, you know, there are plenty of commonly confused words, so we can revisit the topic. That would be awesome. Lose is a verb, which means to fail to win something. They knew they would lose the football game. But it can also mean to have less of something over time. Loose is usually used as an adjective and means that something is not tight or secure, or not exact. Loose clothing, not tight. Loose translation, not exact translation. Complement as a noun is something that completes something else. As a verb, you add to something to improve it. A pearl necklace complements a nice dress. A compliment is a polite expression of praise or admiration. Please keep the two parrots apart. The new parrot became a part of the family. Apart, as one word, is an adjective. It means to be separated. But a part is a noun. It means to be some, but not all of something. It is usually followed by of, a part of. And that's everyday grammar. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Today's phrase is, they tracked you, from the film Jason Bourne. The movie is about a former intelligence agent running from officials. He is unable to remember his past. Watch for the phrase, they tracked you. Facial recognition got a hit. Jesus Christ, that's Jason Bourne. There's a demonstration in front of the Greek Parliament building. I think she'll use it as cover. They tracked you. We gotta move. So, what do you think they tracked you means? Is it they followed you or they called you? Listen again. Check your answer. There's a demonstration in front of the Greek Parliament building. I think she'll use it as cover. They tracked you. We gotta move. They tracked you means they followed you. In this case, track is a verb. It means to follow someone or something. In the movie, the man and woman were hiding from people. She was tracked or followed, so they had to keep moving to avoid capture. And that is English at the Movies. I'm Ann Ball. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Việt Hùng xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.